mẹ lẫn nam, không biết đếm kiểu gì. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ủa nó lẫn nắm. Nó cứ từng lọ lên từng kia, nó cứ từng lọ nó lối từng kia cho nên không thể đếm được. Không hiểu đếm kiểu gì luôn. Nhưng mà đại ý nó tầm 40 quả đấy, hơn 40 quả đấy. Đây chia ra xem nào. 2 2 3 4 5 6. Mẹ kiểu này đếm là chỉ có quẹt vôi thôi mới cho đố lấn được. Chứ nó nhiều quá. Tôi nói thật. Cứ mỗi bên nó cứ tầng lọ nó lối từng kia cho nên là đếm hay bị trùng. Xong rồi đếm là hay bị thiếu. Này. Này. Tôi đã lần trước tôi bị thử đếm xong rồi nó bị lẫn rồi mà, đếm mấy lần lẫn mấy lần. Cho nên vẫn đảm bảo cho mọi người là tầm 40 quả đấy. 2. Đây. 2. 2 này. Nhìn cho kỹ này. 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11. Đây nguyên nguyên chỗ này 11 quả này. Đấy 11 quả này. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11. Đây đến đây là 11 quả này. 12 13 14 15. Đến chỗ này bên này 15 nhá. Còn bên này nó phải trên 15 quả đây này. Bên này nó phải tầm để đếm này. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Thế là cây này có 35 quả. Đây này, sang cây này nó cứ thêm một tí là nó lẫn. Đây này. Nó cứ rối tung lung tung beng lên, nói thật. Nó cứ rối ấy, nhiều quá xong rồi đếm nó cao nhìn nó làm gì có khoảng trống đâu. Và như cây này cũng thế này. Nó tầm như thế này là toàn tầm 40 quả. Tôi phải nói thật. Tại vì thi thoảng nó sẽ có những cái quả nó bị rụng. Cho nên không nắm bắt được. Ghép vào xong rồi bên này nó cứ nhung nhúc này. Mẹ nó như giỏi ấy. Đếm xong nó bị lẫn. Chứ không phải là mình chưa học lớp 1, lớp 2 đâu. Mà mình học rồi. Mình học qua các cái lớp đếm rồi. Nhưng nó dễ bị lẫn. Này. Nó cứ nhung nhúc. Ở điện thoại tôi còn dưới 15% pin này. Tôi hôm trước tôi đếm cho ông Anh rồi. Có mấy cái chậu này, trên 40 quả. Nhưng mà bây giờ bảo tôi đếm là nó thật ra tôi lười lắm. Tại vì đếm nó sẽ bị lẫn. Đấy. Cứ nhận người ta khoảng tầm 30-40 quả cái loại này. 30-40 quả. Đấy. Đấy mọi người thấy chưa? Này. Quay nhanh nó cũng có chóng mặt đây, có triệu chứng chóng mặt đấy. Nhưng mà đếm là lười lắm. Các cái loại con này thì tôi đếm được. Tại chuyên ngành của mình rồi. Tại vì nó ít quả. Mẹ ít quả nhưng mà như cái bọn cánh này với bọn cánh này là lẫn này này. Nó cứ túm lại với nhau như này thì đếm kiểu mẹ gì bây giờ. Đếm là phải từ lần sau là phải lấy cái bút xong rồi quạch. Quả này đã đếm rồi. Không là đếm như này là lẫn. Con này được con cây tà dáng gọi dáng siêu. Chậu bé thật nhưng mà khéo ông tôi cũng phải bán bằng cái bọn chậu to. Đấy. Quả nó cứ nhúc như này là đếm nó không biết phân danh kiểu gì để đếm nó đỡ bị lẫn. Đấy là vừa rồi tôi chia sẻ cho mọi người là cái loại mà các bạn đang xem như này này. 40 đến 45 ngày nữa mới Tết thì các cái lọc này bắt đầu nó mới ra hoa. Với cả nó phun dài ra thì nó có cả lá xanh, lá già, lá non, lá già. Đấy còn giá thì tôi báo giá sơ qua như vậy rồi đấy, nên trên mạng mà mua cho nó rẻ. Nhiều ông cứ bảo tôi bán đắt mê dịch bệnh như này, bán đắt thế. Không giải quyết được. Mẹ bây giờ mà các ông mà có người nào người ta đi gọi cho các ông đi nám xong rồi nó bảo là dịch bệnh như này. Thôi anh trả chú có 10.000, 20.000 một ngày thôi thì lại dấy nảy lên. Bóc lột. Mẹ làm ra cái sản phẩm bưởi như thế này không, cả chậu như này, ghép ghép các kiểu như này. Đắt lắm. Không làm gì được, chỉ có lên mạng mới mua được thôi. Giá nó mới rẻ hơn. Mẹ đau hết đầu. Tôi phải ra tôi lấy cái sạc đây. Đấy các cái sản phẩm như chậu con như này thì 2,5 triệu. Các cái loại chậu to như thế này kia là 3,5 triệu. Giá thế là mua được thì mua, không mua thì lên mạng mà mua. Còn tôi chia sẻ rồi. Nó sau khoảng tầm một thời gian nữa thì nó đâm hết các cái lọc này lên này. Đấy là nó sẽ tròn tán và nó sẽ đều tán, nó đầy răm. Cứ nhìn như này nó chỉ 80-90% công lực của nó thôi. Đấy, có khi nào mà nó đẩy hết các cái bọn này này.
Đấy, nó sẽ thi thoảng nó còn nác đác một vài bông hoa nữa cơ, thì nó còn thơm hết cả nhà. Lúc này phải ở nhà này phải đeo khẩu trang.